Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Game Mobile. Hôm nay mình sẽ làm một video nói về chủ đề đó chính là Công Thành Chiến Liên Server. Thì video này sẽ nhằm tính chất đó chính là giải trí, và thứ hai là sẽ giúp cho những bạn nào chưa được tham gia Công Thành Chiến Liên Server thì các bạn sẽ có một cái nhìn tổng quát về các hoạt động này cũng như là các cái map ở trong Công Thành Chiến Liên Server. Thì giống như đầu tiên á, là khi báo danh thì mình sẽ vào một cái map đó là ngoại thành. Thì nó cái map này nó sẽ giống như khi các bạn công một cái thôn trấn bình thường. Nó sẽ có là hai cổng, đó là cổng nam và cổng bắc. Thì map thứ hai đó chính là map Vương Thành, và map thứ ba đó chính là map Nội Thành. Thì điều kiện để được vào Vương Thành đó là các bạn phải đánh vỡ được hai cây trụ nha, ban hội phải đánh vỡ được hai cây trụ thì chúng ta sẽ đủ điều kiện để vào được Vương Thành. Và mỗi map như thế này thì sẽ có hai ban để công. Do đó các bạn phải cố gắng để đánh được hai cây trụ nhanh nhất để chúng ta lấy được cái vé vào trong Vương Thành. Đó, thì khi vào Vương Thành á, thì lúc này hệ thống nó mới bắt đầu tính điểm cho chúng ta. Nó gọi là cái điểm thống trị. Thì một tí nữa vào trong Vương Thành thì mình sẽ nói cho các bạn biết về cái quy tắc tính điểm thống trị ở trong Công Thành Chiến Liên Server. Các bạn lưu ý là khi vào Vương Thành thì nó chỉ giới hạn cho 40 nhân vật của chúng ta được vào thôi nha. Mỗi bang chỉ 40 người được vào. Do đó nếu những bang nào mà các bạn đông thành viên quá thì chúng ta nên chọn những anh em nào có lực chiến cao thì chúng ta hãy vào Vương Thành. Còn những anh em còn lại thì chúng ta ở lại ngoại thành, để chút nữa khoảng 10 phút sau á thì chúng ta sẽ đánh vào nội thành. Thì Công Thành Chiến Liên Server nó sẽ chia làm 3 giai đoạn, và mỗi giai đoạn sẽ là 10 phút. Thì giai đoạn đầu, ở giai đoạn đầu 10 phút đầu á, thì chúng ta sẽ công ngoại thành và chúng ta sẽ vào đánh những cây trụ bên trong Vương Thành. Thì một tí nữa thì khi vào đánh thì mình sẽ nói rõ hơn để các bạn hiểu rõ hơn cái vấn đề này. Rồi, ok, bắt đầu rồi. Thì bây giờ cũng như Công Thành Chiến bình thường thôi, thì mình sẽ đi đánh những cái cổng thành. Có một điều đặc biệt là đối với Công Thành Chiến Liên Server đó, thì đối với cổng thành cũng như là những cây trụ thì nó rất là trâu máu, đánh rất là khó chết, đánh rất là khó xuống máu luôn. Thì mình hy vọng là ở bản đồ này bang mình sẽ được xếp với một cái bang cũng tương tự với bang mình thôi, đừng có trên lực chiến nhiều quá hay là đừng có đông quá thì bang mình sẽ đỡ hơn. Chúng ta chú ý nha, chúng ta phải cố gắng để bang chúng ta chiếm hai cây trụ càng sớm càng tốt, để chúng ta có được cái vé để vào Vương Thành càng sớm càng tốt luôn. Chứ đừng có để mà mình chiếm sau cái bang kia thì nó rất là thiệt thòi cho chúng ta. Hiện tại thì các bạn thấy là cái điểm thống trị của các bang á, thì điều chưa có là do chúng ta chưa có ai, chưa có bang nào được vào trong Vương Thành cả. Thì cái điểm thống trị này nó chỉ tính ở trong Vương Thành cũng như là ở trong nội thành thôi, chứ ở ngoại thành thì cái điểm thống trị nó không có tính. Mục đích chúng ta đánh ngoại thành là để chúng ta để lấy cái vé để vào được trong bên trong cái Vương Thành. Đó. Thì phiên bản hiện tại thấy là bang nào mà có nhiều đào hoa thì bang đó đánh rất là lẹ luôn, tại vì bản thân đào hoa là một phái sát thương rất là cao. Và thêm một cái thuận lợi nữa là tay rất là dài. Đó, lùng lùng như vậy mà tay dài kinh lắm. Bắn xa ơi là xa. Rồi bây giờ bang mình đã phá được cái cổng. Phá được cái cổng nam. Bây giờ bang mình sẽ bắt đầu đánh chia quân ra để đánh hai cái cây trụ. Càng nhanh càng tốt. Hình như là bang đánh chung map với bang mình. Lực chiến của bang đã không cao hay sao á. Chứ nãy giờ mình chưa thấy bóng dáng của một kẻ thù nào cả. Rất là may mắn hôm nay luôn. Chứ nếu mà gặp một cái team, một cái bang nào đó mà nó vào trong này thì hai bên giao tranh với nhau mà nó đánh cái trụ giành nhau không cũng mệt nữa.
hạt nó chết lên chết xuống, kéo lên kéo xuống cũng mệt. Tại vì ở trong này mà các bạn lưu ý nha, hạt theo sao khi chết rồi á thì nó sẽ không có tự lên lại đâu, mình phải kéo tay lại thì nó mới lên lại. Rồi cái trụ này mình đã đánh hơn 50% rồi, mình sẽ qua mình phụ cái trụ ở giữa để mình lấy cái số phần trăm để cho chiếm được hai cây một lúc luôn. Ồ, cây này cũng đã đánh xuống gần 50% rồi, như vậy là mình nghĩ là bang mình sẽ được cái vé vào Vương Thành sớm hơn cái bang đối địch với mình ở trong cái bản đồ này. Đó, các bạn thấy không? Trong cái bảng điểm thì có một số bang họ đã có điểm rồi, có nghĩa là họ đã vào được trong Vương Thành. Thì do cái số lượng mà các thành viên họ online đông cũng như là cái lực chiến bang hội của họ cao thì họ đam những cái trụ này lẹ hơn bang mình rất là nhiều. Không, là bang mình vừa vừa phá được cái trụ nam thì các bạn thấy cái điểm thống trị của bang mình vẫn không tăng, thì điều đó có nghĩa là mặc dù chúng ta ở đây phá trụ thì cái điểm nó không có tính. Thì nãy mình có nói rồi, cái điểm chỉ tính khi chúng ta vào đánh ở trong Vương Thành cũng như là chúng ta đánh ở trong nội thành thôi. Rồi thì bây giờ là bang mình sẽ bắt đầu đi lên Vương Thành. Ok, đợi mình một xíu, mình cho mấy chú nhóc này chạy qua cái đã. Mấy con lùn này. Rồi các bạn thấy không? Cái điểm thống trị của bang mình đã bắt đầu tăng lên. Vì sao nó tăng khi chúng ta vừa bước vào? Có nghĩa là lúc lúc chúng ta bước vào á thì các cái trụ chưa có bang chiếm thì lúc này các cái trụ là vô chủ đúng không? Thì do đó cứ mỗi 10 giây thì nó sẽ tăng một cái lượng điểm thống trị nhất định cho mỗi bang hội. Nó khi nào mà các cái trụ này được chiếm hết thì lúc đó nó sẽ tính cái điểm thống trị cho những cái bang mà chiếm trụ, nó sẽ tăng nhiều hơn. Còn những bang mà không chiếm trụ thì lúc đó nó sẽ không tăng điểm nữa nha các bạn. Mình chú ý điều này nha. Thì vào trong này thì nếu chúng ta là những bang nhỏ, những bang có số lượng người online ít á thì các bạn nên chọn những cái trụ ở gần cái điểm hồi sinh của mình để chúng ta chạy cho nó lẹ. Thì trong Vương Thành sẽ có tổng cộng là 8 cây trụ, 4 cây nằm ở vòng ngoài và 4 cây trụ nằm ở trung tâm. Thì thêm vào ở giữa nó chính là một cái vương tọa. Thì khi tất cả các cái trụ được đánh đánh hết rồi á thì bắt đầu chúng ta sẽ công đến cái vương tọa. Thì bang mình nghĩ là bang mình sẽ không không vào nổi bên trong đó đâu, nên bang mình sẽ chỉ đánh ở vòng ngoài, cố gắng để chiếm và giữ một cái trụ thật lâu, thật là lâu thì nó sẽ tốt hơn. Thì khi các bạn đánh chiếm và giữ cái trụ càng lâu á thì cái điểm thống trị của mình nó sẽ nhảy lên theo thời gian, cứ 10 giây nó sẽ nhảy một lần, 10 giây nó sẽ nhảy một lần. Và cái điểm chính xác là bao nhiêu thì bên Vinagame họ cũng không có công báo, nên mình cũng không có thể nói chính xác ở đây được. Thôi mấy con côn lôn này đúng là khó chịu thiệt. Thúy Yên mà gặp côn lôn nó gây chón thiệt là ức chế luôn, không thể chịu được. Cứ vào là bị định, cứ vào là bị chón, đứng không làm ăn được gì hết. Nói chung thì những hoạt động này các bạn tham gia các cái phái tay dài thì nó sẽ có lợi hơn và cũng đỡ ức chế hơn nữa. Chứ vô đây mà đánh phái tay ngắn bị đào hoa nó bắn thôi cũng mệt. Để mình sẽ chỉnh cấu hình cao cao lên nhìn cho nó rõ nha. Nhìn full người luôn cho nó đã con mắt. Thiệt nói cái bang vô đây là không thể nào đánh trụ được rồi, cái bang vô đây là chỉ có thể đánh người thôi.
chưa chạm được cây trụ, nồi đào hoa nó đẩy qua đẩy lại đẩy qua đẩy lại, không là cũng chết. Đó, hết lọn rồi tới định định rồi tới làm chậm, mệt ghê không? Ủa sao mình chỉnh hiển thị tất cả người chơi rồi mà sao nó vẫn không thấy hết nhỉ? Hay là do nó đông quá ta? Mình nghĩ là cây trụ này thì đam của bang mình nó sẽ là cái bang có đam cao nhất ở đây. Đó, các bạn thấy dòng thông báo không? À, khi mà tất cả các trụ đều được các bang chiếm á, thì trụ vương tọa nó đã mở. Thì lúc này thì các cái bang có thể công được cái vương tọa đó. Rồi, cái trụ này thì bang mình đã chiếm được rồi, thì bây giờ bang mình cố gắng để giữ nó càng lâu càng tốt. Các bạn để ý là bây giờ cái điểm thống trị của bang mình nó sẽ tăng nhiều hơn lúc nãy nè. Hiện tại là bang mình được 960 điểm rồi đó. Thì cứ 10 giây thì nó sẽ tăng lên một lần. Đó, các bạn thấy không? Là 1080 điểm rồi. Khi mà cái trụ này bị bang khác chiếm á, thì lúc này là cái điểm thống trị của bang mình nó sẽ không có lên nữa. Lúc này bang mình phải chiếm lại một cây trụ khác. Thì lúc đó cái điểm nó mới lên tiếp tục. Bởi thế bang nào mà mạnh thì chúng ta có thể là chia lực lượng ra để chúng ta đánh hai cây trụ, thì cái điểm của mình nó sẽ lên nhiều hơn. Còn ở những cây trụ bên trong thì chúng ta đánh được những cây trụ bên trong á, chúng ta chiếm được nó thì cái điểm nó lên có nhiều hơn ở trụ bên ngoài hay không thì mình chưa có rõ, tại vì bang mình chưa có đánh những cây trụ bên trong lần nào cả. Thì đây cũng chính là cái lần thứ hai bạn mình tham gia công hành chiến liên server thôi. Thì những anh em nào có xem cái video này mà ba anh em có được công nhiều lần á, cũng như là có đánh những cái trụ bên trong á, thì anh em biết được bên trong nó có tăng nhiều điểm hay không thì anh em hãy comment dưới video này để chia sẻ đến mọi người, cũng như là những anh em nào sau này có xem á, để chúng ta biết cái cách để đánh cái công hành chiến liên server này sao cho nó hiệu quả cho bang hội của mình. Thì có chứ, cái này máy nào mà yếu yếu vô đây đánh lắc chắc ức chế chết luôn. Không, các bạn thấy không, trụ phải nói là rất là trâu luôn. Nãy giờ bang mình bị đánh mà chưa chết được, vẫn còn đến 40% máu. Rồi, hiện tại là đang ở giai đoạn thứ hai đó nha các bạn. Các bạn thấy cái thời gian á, là cứ mỗi giai đoạn thì nó sẽ có 10 phút đếm ngược. Thì cái giai đoạn đầu là cái giai đoạn mà chúng ta đánh hai cây trụ bên ngoài để lấy vé vào trong vương thành. Và đây là giai đoạn thứ hai, là cái giai đoạn mà những acc còn ở ngoài ngoại thành á, chúng ta sẽ bắt đầu vào trong nội thành để chúng ta đánh những cây trụ bên trong nội thành. Thì bên trong nội thành nó sẽ có một cái vương tọa ở chính giữa, và xung quanh là bốn cổng với các cái tên đó là Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ và Thanh Long. Thì các bang họ sẽ vào họ đánh sập những cái cổng này trước, sau đó mới chiếm cái vương tọa. Đó, thì lúc nãy mình quên để một cái acc ở bên ngoài để mình vào trong nội thành mình review cho các bạn xem. Thì thiếu sót của mình quá.
Bây giờ thì mình không thể nào mà mình trở ra được nào ngoài đó. Mà có ra được không ta mình cũng chưa rõ nữa, tại vì chưa thử lần nào. Ồ, bang nào mà đông vậy ta? Không biết trong này có bao nhiêu bang mà hiện tại bang mình đang đứng top 6 về điểm thống trị. Mình nghĩ hình như nó có tới 11 bang lận. 10 bang, có 10 bang. Mười bang mà nó cho mình có 8 cây trụ, thêm một cái vương tọa nữa là 9. Như vậy có một bang phải nhịn đói à. Đúng là Vinagame chơi ác thiệt mà. Ồ, cái trụ của mình đã bị bang khác chiếm rồi. Thì bây giờ các bạn thấy là cái điểm thống trị của bang mình nó sẽ không có lên nữa. Đến khi nào mà bang mình chiếm lại được một cái trụ khác thì nó bắt đầu nó lên. Nhưng mà ở thời điểm này mà muốn chiếm lại được một cái trụ thì rất là gian nan. Tại vì ở đây sẽ có rất là nhiều bang họ đổ về họ đánh. Lúc đầu thì họ tập trung lực lượng chính ở những cây trụ ở gần cái điểm hồi sinh của họ. Thì sau khi họ chiếm được cây trụ đó rồi thì bắt đầu họ sẽ phân bổ lực lượng đánh những cây trụ khác để kiếm thêm cái điểm mà. Bang mình này ít người quá cho nên phải chịu thôi. Thiệt Thí Yên mà không có khả năng hồi máu cao chắc nãy giờ chết chắc cũng hơi bị nhiều luôn. Tiếc quá, mở cấu hình full mà nó không cho hiển thị. Không thể nào cho các bạn xem một cái hình ảnh thật là đẹp được rồi. Thúy Yên mà các bạn ép theo đường đam mà đi theo bạo kích đó, đánh rất là sướng luôn. Nhìn cái đam bạo kích nó nhảy lên liên tục. Đánh mấy bé đào hoa cũng đã nữa. Nói chung là khi mấy bé đào hoa mà búp lên các bạn chỉ cần quăng cái cục băng để cướp đi một cái trạng thái có lợi của nó rồi bắt đầu chúng ta đánh thêm vài cái nữa là nó lăn ra nó chết luôn à. Tại vì cái nội tại của đào hoa đã bị mất rồi mà. Đào hoa mà không có né tránh thì rất là dễ chết. Mà cái cục băng của Thúy Yên thì đã xóa đi cái né tránh đó của đào hoa. Bởi vậy bạn nào mà có đi Thúy Yên thì chúng ta nên ép ép bạo kích nhiều nhiều một tí thì rất là có lợi luôn. Đây các bạn thấy không? Cái điểm của bên bang mình nãy giờ bị đứng lại rồi đó. Đó là do bang mình nãy giờ bị mất cây trụ và bây giờ phải đánh lại thôi. Chết rồi, bị bang Hào Thiên nó ăn rồi. Tiếp tục đứng cái điểm lại nữa rồi. Giai đoạn thứ hai thì chỉ còn khoảng chưa tới 3 phút. Thì hết giai đoạn thứ hai thì ở trong nội thành, tất cả những ăn ở trong nội thành họ sẽ bị đẩy ra ngoài ngoại thành. Thì lúc này á thì những ạc đó sẽ không còn được vào trong nội thành nữa, nội thành lúc đó sẽ đóng lại và bây giờ những ạc đó muốn lên được bên trên phương thành đó, thì phải tiếp tục đánh hai cái cây trụ ở bên ngoại thành.
thì bang nào mà đánh được hai cây trụ đầu tiên thì bang đó sẽ có vé vào tiếp Vương Thành, và chúng ta lưu ý là Vương Thành chỉ cho là mỗi bang là 40 ạt vào thôi nha. Bởi thế bang nào mà có nhiều ạt nhỏ thì chúng ta nên để ở ngoài, chúng ta đánh ngoại thành thôi. Thiệt chứ bây giờ mà muốn chiếm là cây trụ này phải nói là gian nan vất vả luôn. Một cây trụ mà ba bốn bang nó bu lại nó đánh một miếng bánh, hai ba thằng giành thì sao mà ăn trời, giành nhau được rồi còn đánh lộn nữa. Nó bắt đầu đứng yên rồi đó. Cây trụ này càng lúc càng đông rồi, mình nghĩ là bang mình sẽ phải tìm một cái trụ khác ít người hơn để đánh thôi, chứ kiểu này là không ổn rồi. Này giống như là đánh đánh cây trụ giúp bang khác cho nó mau chết thôi, chứ không thể nào mà chiếm được cây trụ, tại vì cái lượng đam của bang mình rất là thấp, không thể nào mà tranh giành với những cái bang này được. Bay lên trời ơi, quay quay luôn. Anh tiêu dao nào chơi ác vãi. Đó, tiếp tục bay trời ơi. Hên quá không có bay chóng mặt lắm rồi anh ơi. Rồi chết luôn. Rồi, bang mình đã quyết định đổi sang một cây trụ khác rồi, không đánh cây này nữa. Chạy ra mình xem coi còn ai ngoài đây không. Không có chắc phải chạy đi rồi. Rồi bạn mình đã sang trụ Thiên Phúc rồi, bây giờ chắc mình cũng phải qua bên đó thôi. Kệ trước đi ra, trước khi đi ở lại liếm láp tí, được miếng nào hay miếng đó. Ồ, trụ bên này cũng gần chết rồi nè, giờ chắc đánh xong phải đánh lại nữa. Trời ơi, điểm cái điểm thống trị nãy giờ nó đứng không lên luôn, căng vãi. Bang mình cũng chỉ là bang nhỏ thôi nha mấy bạn, các bạn nào mà có xem thì cũng đừng có ném đá nha, tại vì bang mình không đủ lực lượng để cung cấp cho các bạn một trận đánh hay được. Thì nội dung video cũng chỉ nhằm tính chất là giới thiệu về các cái bản đồ cũng như là hoạt động về Công Thành Chiến Viên Server cho những bạn nào mà chưa từng tham gia thôi. Thì để khi các bạn có cơ hội tham gia thì chúng ta đánh tốt hơn, cũng như là chỉ đạo cho bang mình hiệu quả hơn, và chúng ta không phải bỡ ngỡ với cái hoạt động này.
ít nhiều thì các bạn cũng sẽ hiểu được à nó sẽ như thế này à, vào trong đó đánh những cái trụ để có điểm như vậy à, thì mình mục đích của mình là chủ yếu muốn chia sẻ đến các bạn những cái điều này. Tại vì đây là lần thứ hai của mình mà lần thứ trước, lần đầu tiên mình đánh thì mình cũng rất là bỡ ngỡ, lúc đó thì cũng không có tìm hiểu nhiều ở trên mạng. Thì mấy anh em trong bang thì chỉ đâu đánh đó thôi, vào trong này thấy nó cũng tùm lum tùm la hết trơn à. Ạc thì rơi rơi vãi tùm lum. Ạc thì ngoại thành, ạc thì nội thành, ạc thì vương thành. Ôi lúc đó kéo tá lá âm binh, kéo qua kéo lại điên đầu luôn. Nó ức chế mấy bác cung lôn kìa không? Thiệt, Vinagame đã sinh ra Thiết Yên còn sinh ra cung lôn chi chả biết nữa. Chón khó chịu VL. Cứ lại gần mấy bé đào hoa thì bị đẩy ra đó, ăn mấy cái tiễn đó đó đẩy thấy chưa ghét không rồi đổng tiếp còn 5 phút hơn 5 phút nữa là công thành chiến của chúng ta kết thúc và lúc này thì cây trụ chỉ còn 38% máu không biết bang mình có chiếm được hay không đây thì nói chung là cái quy tắc phát thưởng của công thành chiến trên server nó sẽ dựa vào cái điểm thống trị của từng bang mà nó sẽ phân chia cái phần thưởng nhiều hay là ít thì do đó các bạn cố gắng càng chiếm nhiều trụ càng tốt mà chiếm trụ càng lâu càng tốt nữa để chúng ta có được nhiều cái điểm thống trị này thì nói chung lúc cuối chúng ta mất trụ cũng không sao chỉ là chúng ta đạt được cái điểm thống trị này nó càng càng lâu thôi còn bang nào mà muốn có được cái Lâm An thành chủ á, thì chúng ta cố gắng đánh vào trong cái vương tọa bên trong thì ai chiếm được cái vương tọa đó thì sẽ có được cái danh hiệu là Lâm An thành chủ cho cái bang của mình. À, mình nghĩ chắc bao giờ mà bang mình chiếm được bang mình mà có được danh hiệu Lâm An thành chủ chắc lúc đó mình cũng sẽ nghỉ game rồi cũng căng lắm á chứ mình thì chưa muốn nghỉ game sớm đâu nên chắc chắn là mình chưa muốn bang mình chiếm được cái đó. Mình sẽ cố gắng cống hiến tìm hiểu về game này những cái nào hay thì mình sẽ chia sẻ đến các bạn. Thì hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ kênh của mình nhiều hơn. Ôi nhìn cái điểm của bang mình so với cái bang top 1 kìa. 15.000 điểm. 2.001. Ô nó gấp 8 lần bang mình luôn, quá ghê. Ô chết rồi, cái trụ gãy rồi mà bang mình không phải của bang mình nè. À. Còn có 3 phút đánh được không trời? Kiểu này về kêu chắc cho cả bang chuyển qua đào hoa hết quá đánh cho nó có đam
Hiện tại thì chỉ còn hơn 2 phút thôi thì ban chủ mình đang cố gắng động viên anh em, kêu anh em đừng có nản lòng. Quyết tâm thì sẽ cố gắng thì sẽ chiếm được cái chỗ này thôi. Và mình hy vọng là những gì ban chủ nói thì sẽ thành sự thật. Chứ vào trong này mà đánh không được cái chỗ nào thì cũng nhục mặt lắm chứ. Lại đông người nữa rồi, căng à nha. Có kịp hay không, còn 4%, 3%. Bên nào chiếm đây, có phải là bên mình hay không? Ôi, may quá, cuối cùng họ những giây cuối cùng bên mình đã chiếm được cái trụ này rồi. Đúng là hên thiệt. Ít ra thì chiếm được cây về server đỡ nhục mặt. Bây giờ chỉ fan người chơi thôi. Toàn là đào hoa món mồi béo bở cho Thúy Yên, chúng ta chỉ việc phan phan và phan quăng ô. Ok, như vậy là công thành chiến liên server đã kết thúc và bạn mình đang xếp hạng thứ 11, một cái hạng rất là cao, từ dưới tiến lên, không even từ trên tiến xuống. Vui thôi chứ, để mình xê ra mình xem coi cái phần thưởng của bên mang mình sẽ được như thế nào, mình cho các bạn cùng xem. Hồ mình xếp hạng thứ hai giết người luôn kìa, ghê không đó, 135 mạng. Rồi đấu giá được cái gì đây? Ồ, hai viên đá ngon luôn kìa, một cái truyền thuyết lệnh nữa. Đá tăng tấn công và thời gian thuộc tính. Đá này là đá tăng thể chất linh hoạt nè, viên này cực kỳ ngon nè. Rồi, mình sẽ cho các bạn xem cái hình ảnh đấu giá cái truyền thuyết lệnh mà hôm bữa mình có nhờ một người bạn chụp lại được một cái bang của bạn mình. Đây các bạn có thể xem, đây là hình ảnh đấu giá truyền thiết lệnh của một bang trong server của mình. Thì bang nào thì mình không thể nói được. Thì các bạn thấy không, ở cái phần ngân sức nè, sau khi đấu giá xong thì chúng ta sẽ nhận được một cái lượng ngân sức nho nhỏ ở đây. Thì phải nói là server mình, mặc dù là một server có mức lực chiến không cao nhưng có những người đầu tư rất là chịu chơi, thì đã đấu giá tới truyền thiết lệnh rồi. Thì mình nghĩ không bao lâu nữa, chắc một vài lần công thành chiến liên server nữa thì ban mình ở server của mình thì sẽ có một một nhân vật nào đó lên một cái quân hàm truyền thuyết. Thì lúc đó mình hy vọng sẽ có nhiều cái điều thú vị và mình sẽ làm những cái video để review cho các bạn cùng xem. Ok, video của mình đến đây là hết. Thì đây chỉ là một video mang tính chất giải trí, thì nếu cảm thấy thích
Thì các bạn hãy nhớ like, share và nhớ subscribe kênh của mình để nhận được những video mới nhất của mình trong thời gian sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.